tỷ giá USD trên VND tăng mạnh sau kỳ nghỉ lễ. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã điều chỉnh tỷ giá trung tâm niêm yết lên mức 23.261 Việt Nam đồng đổi 1 đô la Mỹ trong phiên giao dịch hôm nay mùng 9 tháng 7, tăng 16 đồng so với phiên ngày hôm qua. Từ sau kỳ nghỉ lễ lớn, tỷ giá trung tâm đã có 3 phiên tăng liên tiếp với tổng mức tăng là 42 đồng. Với biên độ dao động cộng trừ 3% trong ngày theo tỷ giá trung tâm Phạm vi giao dịch của các ngân hàng thương mại dao động từ 22.563 và 23.959 đồng đổi 1 đô la Mỹ. Cùng với động thái tăng mạnh giá bán đô la Mỹ của ngân hàng nhà nước, tỷ giá đô la Mỹ trên Việt Nam đồng niêm yết tại các ngân hàng thương mại cũng có xu hướng tăng vọt. Cụ thể, Vietcombank hiện đang niêm yết giá đô la Mỹ ở mức 23.460 và 23.740 đồng mua vào bán ra, tăng 60 đồng so với phiên ngày hôm qua. Ở phiên liền trước Tỷ giá quy đổi ra đồng bạc xanh của nhà băng này tăng tới 80 đồng. Trong khi đó, BIDV công bố giá bán đô la Mỹ ở mức 23.720 đồng và chấp nhận mua vào đô la Mỹ giá 23.440 đồng, tăng 40 đồng so với hôm qua. So với phiên giao dịch cuối tuần trước, tỷ giá USD trên VND niêm yết tại BIDV đã tăng mạnh 220 đồng ở cả chiều mua vào, bán ra. Tương tự Tỷ giá USD trên VND niêm yết ở Vietinbank là 23.448 và 23.728 đồng đổi 1 đô la Mỹ mua vào bán ra, tăng mạnh 143 đồng ở chiều mua vào còn chiều bán ra lại giảm nhẹ 17 đồng so với phiên ngày 6 tháng 9. Ở khối ngân hàng tư nhân, Techcombank niêm yết giá bán đô la Mỹ ở mức 23.735 đồng, đồng thời mua vào đô la Mỹ giá 23.445 đồng, tăng 38 đồng ở chiều mua vào và tăng 48 đồng ở chiều bán ra. Theo công ty cổ phần chứng khoán SSI, tỷ giá đô la Mỹ trên Việt Nam đồng đã có xu hướng tăng sau kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9. Dù có một số thông tin tích cực liên quan đến nguồn cung ngoại tệ, tỷ giá vẫn đang chịu nhiều áp lực từ xu hướng mạnh lên của đồng đô la Mỹ trên thị trường quốc tế. Theo đó, chỉ số đô la index đo lường sức mạnh đồng đô la Mỹ với 6 đồng tiền chủ chốt khác tăng 0,25% lên 110,48 điểm. SSI không loại trừ khả năng ngân hàng nhà nước sẽ tiếp tục điều chỉnh tỷ giá bán đô la Mỹ. Công ty chứng khoán này cũng ghi nhận một điểm tích cực trong giai đoạn này là diễn biến tỷ giá trên thị trường tự do tương đối ổn định, chênh lệch không quá cao so với thị trường niêm yết.